Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trên hệ thống của Đài Truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn. Nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc, xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh mời quý vị nghe một bài viết với chủ đề Những vấn đề Nga xâm lăng Ukraine hôm nay của bình luận gia Lê Thành Nhân. Thưa quý vị, rất nhiều tin tức chiến tranh Ukraine liên tiếp trong 24 giờ mỗi ngày trên truyền thanh, truyền hình và truyền thông mạng. Dù có ngồi 24 trên 24 cũng không ghi hết những chi tiết chiến tranh và tội ác do quân Nga gây nên ở Ukraine. Những diễn tiến cứ tiếp tục quay theo kim đồng hồ, thay đổi không ngừng, tràn ngập mặt báo, choáng ngập màn hình TV. Đây là những vấn đề chính của cuộc chiến Ukraine rút ra từ những tin tức chiến sự. Thứ nhất, quân Nga rời thủ đô Kiev, Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm thứ Tư ngày 5 tháng 4 tuyên bố quân Nga đã rút khỏi thủ đô Kiev. Sau khi rút đi, Nga đã để lại một tội ác trời đất không thể dung tha tại một thành phố ngoại ô Bucha nằm phía tây bắc thủ đô Kiev, chừng 30 cây số. Qua Internet, trước cuộc xâm lược của quân Nga, thấy một Bucha tươi đẹp, có những công viên xinh xắn trong khung cảnh bình yên, được chăm sóc với những bàn tay nghệ nhân có nền văn hóa cổ Kiev, để người dân Bucha chiều chiều đến thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Giờ đây, Bucha trở nên một thành phố bị tàn phá, đổ nát không bút mực nào tả xiết, không một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Xác chết của người dân bị lính Nga bắn chết nằm trên đường phố, nằm vắt chân lên xe đạp, nằm cạnh bờ suối, nằm bên hè phố, chết sấp, chết nghiêng, chết ngửa, chết bên thềm nhà, chết dưới mái hiên, vân vân. Một bà cụ sống sót vừa khóc vừa kể lại với ký giả Tây Phương là lính Nga phá cửa vào từng nhà, lục soát thấy ai cũng bắn chết và vơ vét hết lương thực để người dân còn sống cũng chết đói. Bà nhảy cửa sổ từ lầu 2 chạy trốn. Tổng thống Zelensky đến thành phố Bucha thăm viếng nói rằng lính Nga đã giết người bừa bãi, bất kể nam nữ, già trẻ, hãm hiếp phụ nữ, đốt nhà, trộm cướp, lấy hết thực phẩm. Ông ta nói với Liên Hiệp Quốc qua trực tuyến, đây là most terrible war crime, là tội ác chiến tranh khủng khiếp nhất. Người ta đặt câu hỏi, có phải lính Nga là quân đội của cường quốc thứ hai trên thế giới hay là một loài quỷ sống hiện hình của Putin? Theo các báo cáo cho biết thì tại Bucha có chừng 400 người dân vô tội bị quân Nga bắn chết, có những xác chết bỏ vào bao màu đen quăng xuống miệng hố nhưng chưa lấp đất. Thế giới đang rùng mình sự thảm sát khủng khiếp này. Washington đòi đưa Putin ra tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh. Liên Hiệp Quốc đang lập đội điều tra độc lập để đúc kết hồ sơ tội phạm chiến tranh đối với Vladimir Putin. Thứ hai, phản ứng của Putin. Putin có vẻ lo sợ nên phản ứng như bà điếm già mồm, yêu cầu một phiên họp tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc để chối bay bải tội ác của mình gây ra, lại đổ tội cho Ukraine, Mỹ và NATO dàn dựng vở kịch tội ác chiến tranh ở Bucha để hại Putin và nước Nga. Đó là hành động của kẻ tráo trở, vô liêm sỉ, hèn hạ, dám làm mà không dám nhận. Putin hiện thân là con quỷ sống ranh ma nhất trên hành tinh này. Những ai đã và sống với chiến tranh do Cộng sản gây nên như người Việt chúng ta trước năm 1975 thì việc lính Nga giết người dân ở Bucha không phải là chuyện lạ. Cộng sản quan niệm kẻ thù của chiến tranh không những là người lính của đối phương ngoài chiến trường mà còn là người dân thường ở hậu phương không cùng quan điểm chính trị với họ. Đó là sách lược đấu tranh của Cộng sản từ trước tới nay. Cho nên Cộng sản giết dân Ukraine ở Bucha là chủ trương của Putin, chứ không phải do hành động đơn lẻ cá nhân hoặc một đơn vị quân đội Nga vô kỷ luật. Rồi đây ở Ukraine còn tìm thấy nhiều thảm cảnh như Bucha ở nhiều thành phố khác của Ukraine do quân đội Putin gây ra. Hành động dã man của quân đội Putin ở Bucha, Ukraine không khác gì hành động của quân đội Cộng sản Bắc Việt trong trận chiến Mậu Thân năm 1968 tại thành phố Huế.
Việc cậu pháo kích bừa bãi vào các khu đông dân cư, giết người vô tội. Những ai chạy khỏi vùng giao tranh để tránh bom đạn thì bị cộng quân bắn chết. Sau khi Việt Cộng rút đi, xác chết vừa thối trên các đường phố. Xác chết vữa thối trên các đường phố cố đô Huế và gần 5.000 xác phát hiện trong những hố chôn sống tập thể. Bucha năm 2022 và Huế năm 1968 là giống nhau. Đó là bản chất của chiến tranh do chủ trương của Cộng sản mà có. Thứ ba, quân Nga thật sự rút lui ở Ukraine hay không? Gậy ông đập lưng ông, câu này dành cho Putin nói riêng và những người Cộng sản nói chung. Cộng sản dùng sự dối trá để lừa bịp quốc tế và cai trị người dân. Bây giờ Putin nói thật cũng không ai tin. Có một số trí cùn, đầu óc rỗng tuếch ở Việt Nam khen Putin là bậc thầy của chiến lược, là mastermind. Thật ngượng miệng quá đi thôi, Putin chỉ là tên cuồng vọng hạng bét, một tội đồ chiến tranh, một con người hèn hạ, ích kỷ, tham ô, mục nát, độc như rắn, gian như cáo, tham như gấu, thích giết người, sung sướng khi thấy máu. Putin chẳng có gì ngoài đức tính man rợ đó. Những ai khen Putin thì nên tự tay đập vào ngực mình, la lớn lỗi tại tôi, xin Thượng Đế tha tội cho cái đầu rỗng tuếch kém cỏi của mình đã lỡ phát ngôn sàm bậy. Trở lại việc Nga có rút quân khỏi Ukraine hay không? Như đã nói, gậy ông đập lưng ông, Putin có rút quân thật cũng không ai tin. Chỉ đoán thôi, đoán đây cũng có tìm hiểu tâm lý Putin và theo sát thời cuộc, chứ không phải bắt ốc đoán mò để làm kẻ thất phu. Đoán rằng, mới đầu Putin tưởng rằng Ukraine dễ nuốt, chỉ đánh trong một tuần là chiếm trọn. Tổng thống Ukraine Zelensky cúi đầu xin đầu hàng và nhận tội. Nga bày binh bố trận, ba mặt đông, bắc, nam, giáp công, sẵn sàng đâu vào đấy, chờ đồng chí đồ tể Tập Cận Bình bế mạc Olympic 2022, là Putin hô tấn công xâm lăng dưới cái gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt. Đặc biệt giết thường dân vô tội và trẻ em, kể cả trẻ em còn nằm trong bụng mẹ, Nga dội bom vào bệnh viện sản khoa. Sau hơn 6 tuần, quân Nga có 7 tướng tư lệnh cấp sư đoàn trở lên bị lính Ukraine giết chết, 40.000 lính Nga, tức là khoảng 1/5 của quân Nga, bị loại khỏi vòng chiến. Đâu mà ra 40.000 lính Nga chết? Do NATO ước đoán và sự ước đoán này có cơ sở khi chúng ta thấy không biết bao nhiêu xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển quân bị bắn thiêu rụi, nằm la liệt trên đường phố Ukraine. Mỗi xe như vậy chết ít nhất 5 lính Nga. Vì quân Nga chết quá nhiều nên các đơn vị thiếu quân số, không còn khả năng tác chiến. Nga phải bổ sung quân số bằng cách tái phối trí lực lượng, có thể gom 2-3 tiểu đoàn gộp lại thành một, sau đó chuyển đến những vùng ưu tiên chiến sự như Donbass ở phía đông và Mariupol ở phía nam. Việc chuyển quân này nằm trên tuyến đường thuộc lãnh thổ Nga, nằm dọc biên giới Ukraine và Nga. Chúng chuyển từ đông bắc về phía đông vùng Donbass để mở đợt tấn công mới. Điều này dễ nhận ra khi Putin thay bại tướng trước đây bằng một tướng mới tên là Alexander Dvornikov, 60 tuổi, mà Putin cho rằng là một trong những sĩ quan quân đội giàu kinh nghiệm nhất của Nga. Những báo chí Tây Phương cho rằng Alexander Dvornikov có thành tích tàn bạo giết thường dân ở Syria và các cuộc chiến tranh do hắn chỉ huy. Dù Nga giấu tên tướng chỉ huy mới này, nhưng AP đã moi ra cả một thành tích tàn bạo trong chiến tranh của Dvornikov là một cỗ máy xay xác người vô tội. Việc thay thế tư lệnh chiến trường khẳng định Nga đang có đợt tấn công mới bạo lực hơn, giết thường dân nhiều hơn và có thể đoán được rằng nó là một most war crime tàn bạo nhất trong lịch sử. Như vậy là quân Nga điều quân từ chiến trường này sang chiến trường ưu tiên khác, thay tướng chỉ huy chiến trường để thực hiện chiến tranh tàn bạo hơn, chứ không phải là rút quân. Nếu rút quân thì Nga phải rút toàn bộ, chứ sao lại lui quân ở thủ đô Kiev mà mở những cuộc tấn công lớn hơn ở phía đông và phía nam. Thứ tư, tại sao quân Nga rời thủ đô Kiev mà dồn về các chiến trường miền đông và miền nam của Ukraine? Trên bản đồ biên giới, Nga và Ukraine kéo dài từ Đông Bắc đến miền Đông và miền Nam của Ukraine. Miền Nam có bán đảo Crimea, hoàn toàn bị Nga chiếm từ năm 2014. Miền Đông vùng Donbass thuộc lãnh thổ Ukraine, Nga dựng lên hai nước Cộng hòa, tự xưng là Donetsk và Luhansk năm 2014. Từ đó đến nay, quân Ukraine luôn luôn chiến đấu để giành lại chủ quyền của mình từ hai tỉnh này. Khi Nga bắt đầu đưa quân qua xâm chiếm Ukraine vào ngày 24 tháng 2, thì Putin và Quốc hội bù nhìn của Nga chấp nhận cái gọi là hai nước Cộng hòa tự xưng này.
Trên thực tế đó là hai vùng Nga đã chiếm, nói hai nước Cộng hòa độc lập là cách chơi chữ của Putin mà thôi. Donetsk và Luhansk là khu kỹ nghệ nặng của Ukraine, có nhiều mỏ than đá quý và kim loại, chiếm 1/3 nền kinh tế của Ukraine. Donetsk lại có thành phố biển Mariupol, là nơi đang giao chiến ác liệt giữa quân Nga và Ukraine trong những ngày vừa qua. Nói như vậy, thấy rõ ý đồ của Nga muốn chiếm trọn vùng Crimea, Donbass và các thành phố cảng Mariupol như trong bản đồ vẽ tác giả đã vẽ ở trong cái bản tin này. Ý đồ này của Putin là một công hai việc, vừa chiếm giải đất thịnh vượng kinh tế và tiện lợi giao thương ra biển, đồng thời làm trái độ như bức màn che qua biên giới Nga, không để ánh sáng cách mạng màu lọt vào lãnh thổ nước Nga. Thứ năm, ý đồ Putin có đạt được không? Đến giờ phút này, Nga tuyên bố là giai đoạn 1 đã xong và tự cho là thành công, tức là giai đoạn cho quân dân Ukraine thấy sự hung bạo hãi hùng của Nga và vũ khí tàn phá khủng khiếp của Kremlin. Nếu Tổng thống Ukraine là Zelensky nao núng vì sự tàn phá của chiến tranh quá khủng khiếp và mức độ ác nhân của quân Nga quá tàn bạo, thì ông sẽ chấp nhận ngồi vào bàn hội nghị để ký với Putin một thỏa hiệp, trong đó với những điều kiện của Putin đưa ra. Một là Ukraine chính thức tuyên bố Crimea thuộc về Nga. Hai là vùng Donbass có hai nước Cộng hòa tự xưng là Donetsk và Luhansk được độc lập cũng thuộc về Nga. Và ba là phần còn lại của Ukraine phải là một nước trung lập, không được gia nhập khối NATO. Như vậy thì đất nước Ukraine chỉ còn lại những vùng đất cằn khô cằn sỏi đá trong lục địa, không có ngõ ra biển, nồi cơm kinh tế Donbass bị mất, thành phố biển thương mại Mariupol mất. Nên nhớ, đây là một thành phố quan trọng về giao thông đường biển, khu kỹ nghệ luyện kim, trung tâm buôn bán nông sản và những trường đại học đóng một vai trò quan trọng trong việc đào tạo nhân tài cho Ukraine. Cho đến nay, không thấy có dấu hiệu Zelensky ngồi vào bàn đàm phán để ký vào văn bản những đòi hỏi của Putin. Như ông ta đã từng tuyên bố, sẽ không để một tấc đất nào của Ukraine bị mất. Zelensky yêu cầu Mỹ và NATO viện trợ quân sự để tiếp tục chiến đấu giữ gìn tổ quốc. Do đó, trong những ngày tới, chiến sự vùng Donbass và Mariupol rất dữ dội. Thứ sáu, nếu Putin đạt được ý đồ thì sự việc gì sẽ xảy ra trong chiến tranh Nga và Ukraine? Nếu Nga không đạt được ý đồ mong muốn, thì Putin sẽ mở đợt tấn công giai đoạn 2. Lần này, quân Nga học bài học thất bại ở giai đoạn 1. Họ chỉ tấn công bộ binh vào các nơi họ muốn chiếm đóng lâu dài, đó là vùng Donbass cho tới vùng Odessa. Bắn hỏa tiễn từ xa và cho phi cơ dội bom nhiều thành phố và thị trấn khác với cường độ tàn bạo hơn. Putin có thể dùng bom sinh học, hóa học ở các thành phố có sức kháng cự mạnh của quân Ukraine để gây ra sự tàn sát ghê rợn đối với thường dân vô tội. Chiến tranh kéo dài đến nỗi nhiều thành phố mà không còn có một động vật nào còn sống, kể cả gà, chó cũng biến mất. Nhà cửa, trường học, nhà thờ thành bình địa. Người dân Ukraine sẽ chạy ra nước ngoài tị nạn chiến tranh. Thành phố chỉ còn lại như là một bãi hoang tàn vắng lạnh như nghĩa địa thôi. Cuối cùng, đặt vấn đề nếu thế giới kết tội Putin là tội ác chiến tranh ở Ukraine năm 2022, thì có hồi tố Cộng sản Việt Nam trong cuộc chiến Mậu Thân năm 1968 là tội ác chiến tranh không? Câu hỏi này ưu tiên dành cho Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ là Joseph Robinette Biden Jr., tác giả Lê Thành Nhân. Và thưa quý vị, đó là những cái nhìn của tác giả về cuộc chiến của giữa, nghĩa là cuộc xâm lăng của Nga đối với đất nước Ukraine. Và quý vị biết là hiện nay thì nói đúng ra thì trước sau người ta cũng nói là trước sau gì thì Ukraine cũng phải thiệt thòi, cũng phải chịu thua thôi. Tại vì bây giờ nếu mà có lấy lại, như Tổng thống Zelensky ông cũng mới tuyên bố đây, ông bảo là ông sẽ chiến đấu và kêu gọi Mỹ cũng như NATO, nghĩa là viện trợ nhiều nữa để cho quân dân của họ tiếp tục chiến đấu. Họ không cam lòng để như vậy. Tất cả những người thanh niên, những người đàn ông mà có sức gọi là chiến đấu, họ đã ở lại đất nước để họ bảo vệ, để cho gia đình của họ có thể di tản ở các nơi khác, và tương lai con cháu của họ sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại vì họ quá hiểu rõ vấn đề mà Nga, họ đã từng bị một lần rồi, thời kỳ Stalin lúc đó đã tàn sát dân Ukraine một cách gọi là tàn nhẫn, đói khổ. Và hiện nay dân Nga vẫn có những cái
có những cái chính sách, có những cái lính Nga rất là tàn bạo đối với những người dân của Ukraine. Khi mà cuộc chiến mới bắt đầu, chúng ta thấy có những người lính Nga, đó là những người họ hiền lành và họ có những cái liên hệ, những cái quan hệ với người Ukraine, tại vì có thể là họ lấy vợ Ukraine, họ có những cái tình cảm mà thân thiết trước, cho nên họ dừng lại, họ suy nghĩ và họ không nỡ xuống tay với những người dân Ukraine vô tội hiền lành. Nhưng mà thưa quý vị, Putin đâu có để yên như vậy. Putin đã đốc thúc, đã làm nhiều thứ, rồi thanh trừng, rồi hăm dọa, rồi làm nhiều thứ. Bây giờ càng ngày thì quân đội của Nga càng xa lầy tại Ukraine, cho nên những người lính Nga bây giờ họ không còn có những cái e dè như hồi trước nữa. Họ chỉ có nghĩa là làm, nghĩa là theo lệnh của Putin như một cái máy, cho nên họ thua về vấn đề quân sự, họ cũng mất mặt, cho nên họ bây giờ cái mục đích của họ là giết thường dân vô tội, giết được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, và họ tàn sát. Và những người dân họ, nghĩa là có những cái hình ảnh chúng ta coi, quý vị nhìn thấy là những người dân của Ukraine họ chết nằm rải rác, nằm san sát với nhau. Nếu một gia đình chết, một cả một gia đình như vậy, y hệt như là những hình ảnh của năm 1968, Tết Mậu Thân của nước Việt Nam của chúng ta ở ngoài Huế đó. Người dân Huế cũng chết như vậy. Và những hố chôn tập thể, dĩ nhiên là hố chôn tập thể ngày xưa của chúng ta ở ngoài Huế là chỗ nhiều hơn nhiều, chết còn nhiều hơn dân Ukraine bây giờ. Lúc đó thấy đâu thấy quốc tế chẳng ai lên tiếng, cũng chẳng có cái là cái vấn đề mà media ngày xưa cũng không bằng bây giờ, cho nên rồi cái sự bưng bít của media nữa, cho nên mình thế giới không biết được nhiều. Thì cái câu hỏi mà bình luận gia Lê Thành Nhân đặt ra là nếu như bây giờ họ thế giới đang gọi là đang chuẩn bị để mà kết tội Putin, nó là hợp pháp đó, cũng là kết tội Putin là tội ác chiến tranh và đây tội diệt chủng luôn, những cái tội ác lớn như vậy, thì có hồi tố cái tội ác của Cộng sản Việt Nam năm 1968 ở Tết Mậu Thân hay không? Và cái này chúng ta không hy vọng gì dưới thời Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ đâu. Tác giả Lê Thành Nhân hỏi như vậy là hỏi để mà nêu ra cho có chuyện thôi, làm gì mà có chuyện đó dưới thời của Joe Biden. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế Sự Thăng Trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Trở lại với chương trình Thế Sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsai Avenue, Suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Judy Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Phương Thanh mời quý vị nghe một bản tin, một bài viết với chủ đề Vì sao phe cấp tiến cánh tả của Mỹ lại hoảng hốt khi Elon Musk muốn mua lại Twitter. Thưa quý vị, CEO của Tesla vừa tuyên bố mua lại Twitter để gỡ bỏ mọi kiểm duyệt của hãng này, để bảo đảm tự do ngôn luận thực sự cho người Mỹ. Đáng lẽ ra thì một tư tưởng như thế hẳn phải được sự ủng hộ nồng nhiệt từ những người theo chủ nghĩa tự do cấp tiến ở Mỹ. Nhưng bất ngờ là phe này hết sức bài xích ý tưởng này của Elon Musk. Lý do tại sao vậy? Trong tuần vừa qua, tin tức Elon Musk muốn bỏ ra 43 tỷ Mỹ Kim mua lại Twitter đã trở thành tin tức chấn động nhất trên truyền thông, nóng bỏng không kém gì tin tức về cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay. Mục tiêu của Musk, 43 tỷ Mỹ Kim để thay đổi Twitter. Elon Musk đã đề nghị mua lại Twitter với giá 54.20 Mỹ Kim một cổ phiếu trong một hồ sơ được công bố hôm thứ Năm. Trong đó, Elon Musk tuyên bố rằng công ty truyền thông xã hội này cần được chuyển đổi sang tư nhân.
Hành động này diễn ra sau một tuần kể từ khi tỷ phú xe điện tiết lộ đang sở hữu 9.1% cổ phần trong Twitter. Lời đề nghị của Musk đã định giá Twitter khoảng 43 tỷ Mỹ Kim. Cổ phiếu của Twitter đóng cửa giảm 1.68% vào thứ Năm, ngày 14 tháng 4 năm 2022. Cổ phiếu của Tesla giảm hơn 3.6% cùng ngày, ngay khi tin tức Musk muốn thâu tóm Twitter được tiết lộ. Tôi đã đầu tư vào Twitter vì tôi tin vào tiềm năng của nó để trở thành nền tảng cho tự do ngôn luận trên toàn cầu. Và tôi tin rằng tự do ngôn luận là mệnh lệnh xã hội đối với một nền dân chủ đang hoạt động. Elon Musk viết trong một bức thư gửi đến chủ tịch Twitter Brad Taylor theo CNBC. Twitter và chủ nghĩa tự do. Mọi việc không chỉ đơn giản là một vụ thâu tóm trên chiến trường kinh tế, với tuyên bố thâu tóm Twitter để gỡ bỏ mọi kiểm duyệt ngôn luận. Của nền tảng công nghệ nhiều tai tiếng này, Elon Musk đã đối đầu với toàn bộ phe theo chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa cấp tiến của Mỹ. Bởi vì đơn giản là Twitter có mối quan hệ mật thiết với chủ nghĩa tự do ở Mỹ. Thực ra, Twitter đã và luôn là công cụ của phe cấp tiến, dân chủ, những người hết lòng cổ suý cho chủ nghĩa tự do, vốn luôn có phát ngôn dường như rất tươi đẹp như tự do cá nhân, tự do tư tưởng, hủy bỏ truyền thống, bình đẳng giới, chống biến đổi khí hậu, thù ghét người giàu, ủng hộ chính sách phúc lợi cao, thuế cao, vân vân. Phe theo chủ nghĩa tự do của Mỹ hiện tại đại diện là Đảng Dân Chủ, các tổ chức ủng hộ phong trào vì cuộc sống của người da đen, ủng hộ thuyết chủng tộc quan trọng. Nhóm này thù ghét cựu Tổng thống Donald Trump. Tất cả các nền tảng công nghệ Mỹ giai đoạn bầu cử Tổng thống năm 2020, bao gồm cả Twitter, Facebook, vân vân, đều công khai tăng cường kiểm duyệt để bảo đảm mọi tin tức về Trump và chiến dịch của ông phải bị loại khỏi truyền thông. Một thống kê vào ngày 11 tháng 11 năm 2020 cho thấy, đến thời điểm đó, Twitter đã kiểm duyệt Trump và chiến dịch của ông tới 111 lần. Đỉnh điểm là sau cuộc bầu cử, Twitter khóa vĩnh viễn tài khoản của đương kim Tổng thống Mỹ khi đó chỉ vì ông là Donald Trump. Phe chủ nghĩa tự do choáng váng trước mục tiêu của Elon Musk. Cuộc hỗn chiến bắt đầu với việc các nhân viên Twitter nổi cơn tam bành như những đứa trẻ học tiểu học trước tin Elon Musk đang thâu tóm Twitter. Làn sóng phản ứng Elon Musk vì muốn thay đổi Twitter tiếp tục diễn ra trên truyền thông. MSNBC cảnh báo người xem rằng việc tiếp quản Twitter của Elon Musk sẽ gây ra hậu quả lớn, làm thay đổi cuộc sống và trật tự toàn cầu. Không chỉ MSNBC, toàn bộ cánh tả của Mỹ đang tin rằng việc Twitter tự do ngôn luận là đòn đánh vào nền dân chủ của nước Mỹ. Nhưng chỉ là bình luận hay chỉ trích như vậy thì không hiệu quả. Phải có một lý do gì ở mức tội ác như cách họ đã làm với Donald Trump về tội thông đồng với Nga đánh cắp cuộc bầu cử của Hillary chẳng hạn. Đến cuối tuần vừa qua, Sunday Night Live viện đến phân biệt chủng tộc tuyên bố rằng Musk đang đưa ra đề nghị để ông có thể nới lỏng các quy tắc kiểm duyệt của Twitter. Vì đó là cách tồi tệ mà những người da trắng muốn sử dụng từ N. N là viết tắt của cụm từ Niger, còn có nghĩa là mọi đen, một cách gọi miệt thị người da đen có nguồn gốc từ thế kỷ thứ 18. Tại sao cho phép tự do ngôn luận lại là nguồn gốc nay có mục tiêu của phân biệt chủng tộc? Có lẽ lý do duy nhất là phân biệt chủng tộc đang là cái cớ lớn nhất của chủ nghĩa tự do, phe cánh tả ở Mỹ để thúc đẩy người phải đấu tranh với người. Một cách thức tạo hỗn loạn để tăng cường quyền lực và kiểm soát xã hội dựa trên sợ hãi. Cách thức này đã được phe chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu, Trung Cộng vận dụng hết sức thành công qua thúc đẩy đấu tranh giai cấp trong xã hội. Vì sao những kẻ dương cờ tự do lại sợ hãi tự do ngôn luận thực sự như vậy? Chúng ta nên đi tìm câu trả lời cho câu hỏi là tại sao những người theo chủ nghĩa tự do cánh tả lại gần như sợ hãi một cách thái quá tự do ngôn luận? Đó chẳng phải là nguồn gốc cơ bản nhất của tự do, giá trị mà họ tuyên bố theo đuổi hay sao? Vì sao viễn cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Twitter lại có thể khiến những người theo chủ nghĩa tự do hoảng sợ đến như vậy? Hơn ai hết, những người theo chủ nghĩa tự do phải biết rằng nhờ có tự do mới có ý kiến đối lập. Nhờ có ý kiến đối lập thì xã hội, khoa học, công nghệ mới phát triển và thăng hoa, hoạt động sáng tạo mới nảy nở. Trong khoa học, việc mời các phê bình ra đánh giá các nghiên cứu và bài báo là một bước thiết yếu để xác minh tính hiệu quả của nghiên cứu và giá trị của các lý thuyết. Các tác giả viết một bài báo, một cuốn sách, làm một bộ phim, họ luôn cần người khác đánh giá, phê bình khách quan, độc lập
để bảo đảm rằng tác phẩm của họ không rời xa xã hội, không rời xa độc giả, không thiên kiến. Chính nhờ tự do ngôn luận như vậy, các tác phẩm trở nên vị nhân sinh hơn, nghệ thuật hơn và ý nghĩa hơn. Các tác giả ngày một sắc sảo hơn, trưởng thành hơn. Khá thường xuyên chúng ta đều để cho phần xấu trong tâm tính, trong hành xử của chúng ta nảy mầm. Và nếu thế giới không có chỉ trích thì làm sao chúng ta có thể nhìn lại để hoàn thiện bản thân mình? Có một câu tục ngữ ở Ấn Độ, câu tục ngữ cổ rằng bạn hãy mong người chỉ trích khó chịu nhất của bạn là hàng xóm của bạn, bởi vì người hàng xóm sẽ luôn khiến bạn cải thiện và cảnh báo bạn trước nguy cơ với những ý kiến trái ngược nhau. Tại sao những người theo chủ nghĩa tự do lại sợ những quan điểm đối lập đến như thế? Tại sao họ thà tin vào sự lừa dối còn hơn cố gắng tìm hiểu sự thật? Ví dụ như trường hợp của vụ án thông đồng Nga-Trump hay vụ máy tính xách tay của Hunter Biden, toàn bộ ông lớn công nghệ như Twitter, Facebook, YouTube đã thổi phồng thuyết âm mưu thông đồng Nga-Trump của chiến lược Hillary Clinton, tận lực giấu đi sự thật về máy tính xách tay của Hunter Biden. Đây chỉ là hai ví dụ trong hàng ngàn sự dối trá và nỗi sợ hãi của họ mà thôi. Họ thường mô tả những người chưa tin họ, những người có tư tưởng khác họ là những người chết não, cố chấp, lạc hậu và MAGA, tức là làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, phong trào của những người ủng hộ ông Trump là những kẻ nhà quê. Những người theo chủ nghĩa cấp tiến, cánh tả ở Mỹ cũng cho rằng đạo đức tồn tại ở những người tin vào họ, theo họ hoặc đa số đồng ý với họ, trái với tư tưởng của họ, con đường mà họ đi, bất chấp bằng chứng, lý lẽ, đều là những kẻ thất đức, đánh đổ nền dân chủ. Điều ngạc nhiên là nền tảng của bất kỳ nền dân chủ thực sự nào mà không đến từ tự do ngôn luận. Thiếu tự do ngôn luận không thể có dân chủ được. Chúng ta đã chứng kiến điều đó ở Trung Cộng, ở Bắc Triều Tiên, ở Cuba và vô số thể chế chuyên chế độc tài khác trên khắp hành tinh và trong suốt chiều dài 5.000 năm lịch sử của loài người. Câu trả lời hợp lý nhất cho nỗi sợ hãi phi lý này. Xin lỗi quý vị, tại cái máy. Câu trả lời hợp lý nhất cho nỗi sợ hãi phi lý này của chủ nghĩa tự do cấp tiến trước tự do ngôn luận đó là nền dân chủ mà họ theo đuổi là dân chủ giả mạo. Giả mạo để phát triển một nền chính trị chuyên chế, nơi quyền lực của họ lớn hơn, nơi lợi ích của họ được bảo đảm hơn. Rõ ràng, khác với những gì đã công bố, phe cấp tiến chủ nghĩa tự do của Mỹ và Euro hiện nay không phải là cải thiện cuộc sống, mà là bảo đảm sự thống trị và độc quyền dẫn đến quyền lực và làm giàu cá nhân. Từ BLM đến biến đổi khí hậu, từ thúc đẩy thuyết chủng tộc quan trọng tới phong tỏa vì COVID-19, từ đàn áp ngôn luận trái chiều cho tới khuyến khích trẻ con tự quyết định chuyển giới mà không cho bố mẹ chúng can thiệp, vân vân. Tất cả những gì họ đã và đang làm chính là để tạo nên sự sa đọa, nỗi sợ hãi, sự phụ thuộc và cuối cùng là phát triển thống trị độc tài, mở rộng quyền lực phe phái làm giàu cho cá nhân và gia tộc. Phương châm của họ là hỗ trợ chúng tôi hoặc làm theo cách của chúng tôi. Nếu không làm như tôi muốn, bạn là kẻ xấu, là kẻ phân biệt chủng tộc, là kẻ hủy hoại nền dân chủ, là tội đồ văn minh nhân loại. Không thể tẩy não, sự thật sẽ phơi bày, đế chế chủ nghĩa cấp tiến và tự do sẽ sụp đổ. Một khi đã có quá nhiều mục tiêu hủ bại đằng sau khẩu hiệu dân chủ, những người theo chủ nghĩa cấp tiến, chủ nghĩa tự do có lý do để lo sợ tự do ngôn luận. Hãy nghĩ xem những người Mỹ chỉ đọc những gì Twitter đã kiểm duyệt, chỉ chấp nhận tin tức từ các trang tin tức lớn ở Mỹ, vốn đa phần là công cụ của phe cánh tả. Những người đó đột nhiên tiếp nhận các tin tức trái chiều. Họ đột nhiên nhiệt tình tìm hiểu cách thức mà truyền thông bắt tay với CIA, FBI lừa dối họ về vụ án như thông đồng Nga-Trump, câu chuyện máy tính đến từ địa ngục của Hunter Biden, các thông tin bị che giấu về phản ứng phụ của vaccine COVID-19, vân vân, và vô số sự thật khác nữa. Chẳng phải một cộng đồng lớn người bỏ phiếu sẽ bỏ rơi các chính trị gia theo chủ nghĩa tự do cấp tiến hay sao? Một sự tổn thất quá lớn về quyền lực nếu viễn cảnh này diễn ra, mà quyền lực đi đôi với tiền bạc. Trong ma trận chặt chẽ về truyền thông ấy, trong lâu đài thủy tinh truyền thông mà họ đã dày công dựng, xây dựng cho các cử tri của mình hàng chục năm qua, nếu một mắt xích bị phá bỏ, nếu một lỗ thủng là Twitter đột ngột mở ra, thì hậu quả với chủ nghĩa cấp tiến sẽ là khôn lường. Do đó, các công cụ truyền thông của chủ nghĩa tự do, của cánh tả sẽ cố gắng hết sức trong việc ngăn chặn sự tiếp quản của Elon Musk. Elon Musk thậm chí có thể không phải là một tác nhân thay đổi, nhưng biểu tượng về việc ông tiếp quản đơn giản là không thể được phép bởi vì ông thách thức sự độc quyền. Vâng, thưa quý vị, đây là một bài
bình luận rất hay của tác giả Thanh Đoàn. Và chúng ta thấy rõ ràng, ngay từ thời mà Tổng thống Trump vẫn còn tại chức mà vẫn còn bị những phe cánh truyền thông, những tập đoàn truyền thông lớn như vậy, họ bóp chẹt, họ nhất là ở một đất nước tự do văn minh nhất thế giới như thế này mà tiếng nói của một vị tổng thống đương nhiệm vẫn bị bóp méo, thanh trừng và bị khóa hoài hết. Nghĩa là tổng thống Trump chạy hết ở chỗ này đến chỗ kia nhưng mà tiếng nói của ông vẫn bị bóp nghẹt như thường. Nhiều người họ rất mong muốn những người mà ủng hộ những cái đạo đức truyền thống, những người mà ủng hộ những cái gọi là sự công bằng và ủng hộ tự do ngôn luận, thì chúng ta phải mong để cho Elon Musk có thể thực hiện được cái tâm nguyện này. Nhưng mà như quý vị cũng biết là rất nhiều lý do và khó lắm, cho nên nhiều người mà hai người đánh một chẳng chột cũng què, huống chi mà có quá nhiều thế lực như vậy, thì không hiểu là ông Elon Musk có thể thực hiện được cái ý nguyện của mình hay không. Đó là một câu hỏi mà chúng ta thấy là khó khăn. Cho nên bây giờ rất nhiều những bài bình luận, rất nhiều tin tức nói về cái vấn đề mà Elon Musk đưa ra cái đề nghị là có thể mua đứt cái Twitter này với 43 tỷ Mỹ Kim. Chúng ta thấy thật sự ra nó lớn quá, nhưng mà Phương Thanh thấy nếu mà ông làm được điều này thì quả là giúp nước Mỹ và giúp dân Mỹ rất nhiều. Mình cầu nguyện biết đâu được tất cả những chuyện này thực sự ra, chúng ta thấy ở những chuyện gì xảy ra trên cõi đời này nó đều không phải là tự nhiên mà nó có đâu. Tất cả những gì cần xảy ra nó sẽ xảy ra thôi. Chỉ có nhân tâm, chỉ có tấm lòng của những người dân, những người nó mới có thể thay đổi được những cái gì mà đã có thể những cái điều xấu nó được định sẵn rồi, nhưng mà chỉ có nhân tâm mới có thể thay đổi được thôi. Còn nếu không thì không thể làm gì được. Nhất là trong thời gian qua, những điều mà chúng ta biết được từ trước qua sách vở, qua những cái giống như là cổ nhân dạy lại, chúng ta không trải qua cho nên không tin. Nhưng mà trong thời gian vừa qua 4 năm mà thời mà Tổng thống Trump điều hành đất nước này, ông đã lật mặt ra cái thành công của ông, cái sự thắng lợi của ông là đã mở toang hết rất nhiều bí mật ra để cho người dân Mỹ hiểu được những cái phía bên trong, những gọi là tát cạn đầm lầy, những cái càng tát cạn bao nhiêu thì những thú mà hung hãn bao nhiêu, độc ác bao nhiêu nó nằm sâu ở dưới đó. Và cái thắng lợi của Tổng thống Trump là như vậy, là đã cho dân Mỹ thức tỉnh và đã biết rất nhiều sự thật. Và hiện nay chúng ta chờ xem là họ sẽ làm gì để có thể thay đổi nước Mỹ giống như chúng ta từng mong ước. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự Thăng Trầm, Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Lại với chương trình Thế sự Thăng Trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên pháp luân công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với 3 tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là pháp luân đại pháp hoặc là pháp luân công. Phương Thanh mời quý vị vào website phaolundafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn về pháp môn này, và quý vị có thể liên lạc với anh Andy số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373.
Và thưa quý vị, như quý vị thường biết, từng biết là trong những năm vừa qua thì chương trình nghệ thuật Sen Yun vẫn trình diễn mỗi năm một lần để cho quý khán thính giả có thể theo dõi được. Và hiện nay thì năm nay chương trình Sen Yun sắp sửa biểu diễn rồi, bắt đầu từ ngày 28 tháng 4. Thì xin mời quý vị liên lạc mua vé, tại vì ở đây ngay trong thương xá Phước Lộc Thọ, gần sân khấu ở bên trong thương xá đó, thì có một cái quầy bán vé ở đó. Quý vị có thể liên lạc với anh Sang, số điện thoại là 714-757-0967, 714-757-0967. Anh Sang là người đã bán vé rất nhiều năm và quen rất nhiều khán giả đã coi ở đây. Và năm nay thì nếu như quý vị gọi cho anh Sang thì sẽ giao vé ngay và có thể giao tận nhà cho quý vị nào không có phương tiện để đi lấy vé. Và vé bắt đầu từ 80 Mỹ Kim, giá bắt đầu. Và thưa quý vị, một lần nữa, số phone để quý vị liên lạc với anh Sang để mua vé là 714-714-757-0967, 714-757-0967. Phương Thanh xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Và tiếp nối chương trình, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một cái bài bình luận, bài viết mà hiện nay cái này là đây là một cái điều mà chúng ta nghe được cái tin này từ lâu và cũng lo ngại lắm, không biết là nghĩa là mình không biết sẽ phải nghĩa là cái tình trạng nó đi tới đâu và cái tình hình của thế giới như thế nào, và nó liên quan tới, dĩ nhiên là nó sẽ là một cái sự thay đổi rất lớn nếu mà thực sự nó xảy ra. Là nếu muốn khai tử tiền, cái đồng tiền USD thì cần phải có những gì? Tại vì quý vị biết là Trung Cộng rất muốn dùng cái đồng nhân dân tệ để thay thế cho đồng tiền Mỹ Kim của chúng ta, mà nói là năm 2025 thì bọn họ sẽ làm được. Thì chúng ta nghe thử bài viết này, phân tích này xem là có thể dễ dàng hay không. Thưa quý vị, nếu xem những drum run xuất hiện trên Internet với cường độ dày đặc và liên tục, nó tăng liên tục về cái chết không thể tránh khỏi của đồng đô la Mỹ là một kiểu tin đồn, thì nó luôn lan truyền như dịch Covid-19 vậy. Đặc biệt khi Nga và Trung Cộng ngày càng khăng khít với quyết tâm hạ gục USD. Sức nặng của sự lan truyền về USD hấp hối thậm chí được bi kịch hóa với những nhận định của không ít chuyên gia uy tín, từ giáo sư kinh tế, chính trị học đến kinh tế gia đoạt giải Nobel là Joseph Stiglitz, đến thậm chí cựu chủ tịch Ngân hàng Thế giới là Robert Jolik. Tại sao cái đồng USD này không thể chết được? Lời sầm sì về tình trạng chết lâm sàng của USD từng biến thành quả bom tấn cỡ nặng khi xuất hiện bài báo của Robert Fisk trên tờ The Independent cách đây hơn 10 năm. Với nội dung các nước Ả Rập cùng Trung Cộng, Nga, Nhật và Pháp đã bí mật bàn kế hoạch xóa sổ USD bằng cách không dùng đơn vị tiền tệ này trong các thương vụ dầu và thay vào đó là sử dụng rổ tiền tệ gồm có đồng yen, nhân dân tệ, euro và vàng, và một đơn vị tiền tệ mới mà những cái nước đó cùng thống nhất. Điều gì sẽ xảy ra với hệ thống tài chính mậu dịch kinh tế thế giới nếu đột nhiên USD tắt thở, biến mất khỏi hàng tỷ tỷ giao dịch thương mại lớn nhỏ mỗi ngày và nó bỗng dưng trở thành một thứ giấy lộn? Toàn bộ hệ thống tài chính kinh tế thế giới chắc chắn sụp đổ và hỗn loạn. Không cần là chuyên gia kinh tế, ai cũng có thể hình dung điều này. Đến nay, ngay cả euro, chứ đừng nói nhân dân tệ, còn chưa so nổi với tính quốc tế của USD. Giữa tháng 3, Wall Street Journal cho biết có đến gần 60% trong 12.8 ngàn tỷ dự trữ tiền tệ toàn cầu hiện đang dùng USD. Nói như giáo sư Benjamin Cohen thuộc Đại học California Santa Barbara, USD vẫn là đơn vị tiền tệ dẫn đầu trong hầu hết lĩnh vực. Kinh tế gia Richard Cooper thuộc Đại học Harvard cho biết tổ chức các nước xuất cảng dầu như OPEC lâu nay vẫn có thói quen đánh giá lại USD và cố tìm đơn vị tiền tệ khác thay thế mỗi khi USD mất giá, và cứ mỗi lần như thế họ lại kết luận chẳng có đồng tiền nào thay được USD cả. Người ta thường dường như lầm lẫn hai yếu tố khi đánh giá vai trò của USD. Thứ nhất, tính không ổn định của USD trong các thị trường ngoại hối bị tác động trực tiếp và chịu ảnh hưởng ngắn hạn bởi những sự kiện thời sự. Thứ hai, vai trò cấu trúc USD về chung và dài hạn với chỗ đứng cao nhất hiện nay
trong hệ thống kinh tế toàn cầu, tất cả diễn biến đang xảy ra với kinh tế thế giới và nhận định kèm theo về số phận của USD chính là thể hiện của yếu tố thứ nhất. Nói cách khác, USD và giá trị của nó thường bị chi phối bởi những ảnh hưởng thời sự, và sự thay đổi ngắn hạn này tăng hoặc là giảm giá trị là hoàn toàn bình thường, không ảnh hưởng đến vị trí dài hạn của nó như một đơn vị tiền tệ chủ lực trong nền kinh tế thế giới. Thật ra thì ai cũng sợ là đồng tiền của Mỹ này lâm chung. USD không thể thay thế bởi chưa có quốc gia nào có nền kinh tế mạnh bằng hoặc là hơn Mỹ để đủ sức đưa đơn vị tiền tệ của mình chém chỗ của USD. Phía sau sức mạnh USD còn có nguồn lực bổ trợ của sức mạnh kinh tế Mỹ, chưa kể sức mạnh chính trị. Ngay khi USD ở tình trạng tụt dốc, cũng chẳng ai bị thiệt hại nặng. Trong một thế giới tất cả cùng chia sẻ vận hội cũng như rủi ro như hiện nay, như Erwin Seltzer, cố vấn doanh nghiệp và giám đốc ban nghiên cứu chính sách thuộc Viện Hudson, viết trên The Sunday Times, việc USD tụt dốc khiến ai cũng điên tiết lên. Trung Cộng điên tiết bởi đống USD dự trữ trong quốc gia của họ chiếm 60% trong khoảng 3.4 ngàn tỷ. Mất giá từng ngày. Mỹ cũng điên tiết bởi Trung Cộng vẫn duy trì chính sách giữ tỷ giá cố định giữa nhân dân tệ và USD hơn là nâng giá nhân dân tệ, và điều đó có nghĩa hàng hóa của Trung Cộng sản xuất tiếp tục rẻ hơn so với hàng Mỹ và từ đó giúp ổn định nguồn lao động trong nước của họ, hạn chế tỷ lệ thất nghiệp. Châu Âu cũng điên tiết bởi một đồng euro mạnh hơn so với USD khiến cho động lực xuất cảng mà họ dựa vào để vượt qua suy thoái sẽ bị ảnh hưởng. Rõ ràng chẳng ai hào hứng trước tin USD mất giá. Cùng lúc, cũng không ai thấy thật sự lo ngại cả. Trung Cộng vẫn lạc quan bởi chính sách duy trì tỷ giá đồng nhân dân tệ với đồng Mỹ Kim giúp xuất cảng của họ không bị sập tiệm. Mỹ vẫn lạc quan bởi một đồng USD yếu khiến nhập cảng trở nên đắt hơn và xuất cảng có tính cách cạnh tranh hơn. Với người dân bình thường nhiều nơi trên thế giới, những người chẳng cần hiểu rõ mô tê khái niệm chính sách vĩ mô hay kinh tế vi mô gì cả, cũng có thể biết rằng đồng Mỹ Kim hiện nay vẫn là lựa chọn ưu tiên. Khi muốn bán hàng từ Thái Lan sang Mexico, một thương nhân Bangkok gần như không thể đổi đồng peso thành baht, và do vậy, ông phải bán peso để mua Mỹ Kim, rồi lấy Mỹ Kim mua tiền baht. Khả năng của ông mua euro để thực hiện việc đổi tiền ở trên là khá thấp và chắc chắn càng không thể đối với nhân dân tệ hay đồng tiền nào khác cả. Thí dụ đơn giản trên cho thấy những nhận định về cái chết của USD ít nhất trong vài thập niên nữa dường như chỉ là chuyện nhặng xị không đâu. Câu nói cửa miệng quen thuộc của phương Tây từ tên vở kịch nổi tiếng của William Shakespeare, tức là Much Ado About Nothing. Nếu muốn khai tử USD thì cần phải có cái gì? Cần biết, chế độ tỷ giá mà một ngân hàng trung ương chọn sẽ ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia đó, cũng như tỷ trọng nhiều ít của dự trữ ngoại tệ bằng một đơn vị tiền tệ nào đó mà đồng Mỹ Kim là đơn vị tiền tệ phổ biến nhất hiện nay đối với nhiều ngân hàng trung ương các nước, đặc biệt là châu Á. Với chính sách dự trữ, người ta luôn chọn đồng tiền nào mà tính thanh khoản của nó cao, nôm na là dễ bán và dễ mua mà chẳng riêng gì dự trữ. Trong hoạt động mậu dịch, người ta cũng ưu tiên chọn loại tiền tệ có tính thanh khoản cao nhất, tức là ít rủi ro nhất. Nói cách khác, chỉ đơn vị tiền tệ nào đáp ứng được nhu cầu tối quan trọng là tính thanh khoản tốt mới có thể hạ bệ được tiền Mỹ Kim. Trong quá khứ, đồng bằng Anh và franc Thụy Sĩ từng là những đơn vị tiền tệ có giá trị dự trữ quan trọng, nhưng kinh tế của Anh lẫn Thụy Sĩ hiện không đủ mạnh để đưa tiền tệ của họ trở nên phổ quát trong hệ thống tài chính toàn cầu. Hàng chục năm nay, Trung Cộng là Anh to mồm nhất trong việc kêu gọi xóa sổ đồng Mỹ Kim. Bắc Kinh làm gì để giảm ảnh hưởng thiệt hại từ việc ôm giữ đồng Mỹ Kim? Trước hết là tìm cách đưa nhân dân tệ lên vai trò toàn cầu. Nói cách khác là quốc tế hóa nhân dân tệ. Một trong những chiêu đang được thực hiện là kêu gọi thay đồng Mỹ Kim bằng SDR, viết tắt của Special Drawing Right. Cần mở ngoặc, SDR không là đơn vị tiền tệ mà chỉ là đơn vị kế toán, được lập từ năm 1969 mà IMF dùng để kết toán hoạt động giao dịch, tức là các khoản vay mượn giữa các thành viên mà thôi. Chỉ tồn tại trên sổ sách kế toán. SDR là đồng tiền ảo bởi không có chính phủ nào đứng đằng sau nó và hầu như không được sử dụng trên thị trường tài chính quốc tế.
Giá trị của nó được tính theo tỷ giá trung bình có trọng số của 5 đồng tiền lớn là đồng Mỹ Kim, đồng Euro, nhân dân tệ, đồng bảng Anh và Yen. Hiện rổ SDR được chia theo tỷ lệ USD là 41.73%, Euro là 30.93%, nhân dân tệ là 10.92%, đồng Yen là 8.33% và bảng Anh là 8.09%, theo bản tin của IMF vào ngày 5 tháng 8 năm 2021. Tỷ lệ trên sẽ được xét lại vào ngày 31 tháng 7 năm 2022, theo đánh giá mỗi chu kỳ 5 năm và rổ SDR mới sẽ có hiệu lực ngày 1 tháng 8 năm 2022. Nói theo Jeffrey Frankel, giáo sư kinh tế học tại Harvard, SDR chẳng khác gì Esperanto, ngôn ngữ quốc tế, một nỗ lực tạo ra một hình thức ngôn ngữ toàn cầu có thể có nhiều người biết nhưng chẳng ai dùng cả. SDR vẫn chỉ là một đơn vị kế toán hơn là đơn vị tiền tệ có tính thanh khoản. Và như vậy trong thực tế thì ngay như quý vị biết là rất khó để mà có thể thay đổi đồng USD. Họ đưa ra những cái dữ kiện như vậy để cho người ta, tại vì Trung Cộng vẫn thường bolo ba la khoác lác và tuyên truyền như vậy thôi, nhưng mà không dễ gì, tại nước Mỹ đâu có thể ngồi yên để cho Trung Cộng muốn làm gì thì làm được. Và thưa quý vị, bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phương Thanh cảm ơn sự theo dõi của quý vị và mời quý vị bấm vào nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phương Thanh cầu chúc quý vị đêm ngủ thật bình an và xin kính chào tạm biệt quý vị.